ăn nó vô mấy bạn. Thôi nó sợ á. Con nó sợ. Con sợ lắm. Quá trời cá luôn mấy bạn. Mặt sao quá trời luôn mấy bạn. Rồi tắt đi. Trời ơi kìa trai kìa Thắng. Trời sáng về đi chăm 200 cây số mới thấy trai. Hello trai. Hello trai. Hello trai. Chỉ có trai cái nó niềm nở à. Trời mấy cá này có đuôi. Con biết lo luôn các bạn đến con kìa qua lóc hôm nay mình sẽ đi ghe. Đi ghe phải không? Đúng rồi. Chào mừng các bạn, hôm nay mình gia đình mình đi Cồn Sơn chơi, mình sẽ đi 4 điểm. Thứ nhất là mình đi cái gì? Làng bè nuôi cá. Thứ hai là mình đi cá lóc bay và ăn uống đó. Thứ ba là mình đi bánh dân gian. Thứ tư là mình đi trái cây. Theo mình đi chơi nha. Cá nha. Các bạn, mình đang đi làng bè cá. Hôm mình đang ở trên sông. Nha mấy bạn. Kìa, có hướng dẫn ở trên sông Hậu kìa. Giờ mình đi bè cá trước nha, tất cả các loại cá. Đó, ta cho thưởng thức cá đi mấy bạn. Quay dần xong nước cho khán giả coi đi Thắng. Cái dần bay dần thảo rớt, dần thảo xuống thảo. Kìa, chị mới nói kìa. Ê, quay cái xà lan kìa. Trời, kiếm thác luôn kìa. Cô hướng dẫn của nó nói là chị sợ rớt điện thoại với kiến lên đó. Má ăn nửa thái, đưa nửa thái đó thôi. Nửa thái bên kia. Mấy người đói bụng hết trơn rồi, cài đi. Ở Dung luôn kìa. Điểm thứ hai mới ăn nha. Điểm 1 là mình tham quan làng cá. Điểm 2 là mình đang ăn cá lóc bay. Có nghĩa là mình giục đồ ăn cá lóc nó bay lên là mình ăn đó. Điểm thứ 3 là các loại bánh nhân gian. Điểm thứ 4 là mình đi vườn nhãn. Còn mình kết cúc chuyến đi nha mấy bạn. Lên. Thôi khỏi đeo đi con ơi, giờ này bớt bệnh rồi, chơi thoải mái đi. Nói chuyện gia đình thôi à. Cốc cốc cốc. Đây tôi cắt cho. Con quýt nào mà ăn mày cho nổi. Sao mà ăn con nít quỷ nổi đúng không? Nhớ anh là có người bị F0 rồi đó nha bé hướng dẫn. Con bà đã ở Sài Gòn rồi, anh còn đang chạy Vinh nó chơi bị chứ. Đi học thì nay bỏ học luôn rồi kìa. Trời ơi, bữa nay xin nghỉ buổi chiều luôn. Đây cá thác lát cơm mấy bé. Đây cá thác cơm nè mấy bạn ơi, mình cho nó ăn nha. Quý vị. Nó dùng dậy quá trời luôn kìa. Còn cá thác lát quá rồi. Tụi nó dùng dậy quá trời luôn kìa. Ok rồi. Chơi cà. Đây đây là cá chê hồng nha mấy bạn. Cá chê hồng đột biến. Nè chị Dung, cho bạn ăn đi chị Dung. Nè, cá đột biến. Bé mày cho ăn không? Không, bé nó sợ đi dơ lắm. Cá đột biến. Như quên rồi. Nè, bỏ dép luôn hả? Mình đi nha, đi cồn, đi cù lao nha. Cá chê đột biến, đột ghen nha. Đột biến, hồi bữa con qua trên mạng á, con thấy mấy cá chê đột biến á. Hồi bé lanh quá trời luôn rồi, nó no rồi. Cá chê siêu co khổng lồ luôn. Rồi đem đây trả cho ta. Ôi, nó màu vàng không? Bà đây luôn hả? Không phải, nó màu hồng, nam tính. Kè bé. Cái này cái gì bé? Mê rổ hả? Cá mê rổ hay cá bắn nước mình để cục mồi nó sẽ bắn lên nè. Nó bắn đù nù 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 nù. Nó bắn đù 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 nù nù nù. Chắc BD mặn mạnh đó đó. Dục thương chất ăn luôn ha. Dạ, cho nó bắn tí xíu anh dục. À, đó nó bắn nước đó. Bắn đó, nước đó mấy bạn. Tươi hen. Tươi hen. Tươi xanh như nồi canh. Ướt tươi luôn nè. Rồi tắt đi. Con không muốn dám xuống đâu. Con đi với ba kìa. Con dám xuống đâu. Coi này chắc 3 ống 5 nè. Rồi đó đem làm thử coi. Để ba để nhét gì nữa ngồi xuống luôn, ngồi xuống dép
rồi đó, để trên hai chân xuống. Dạ. Thôi con không có. Để con về thôi. Thôi con để con cho nó mắc sao thôi. Nè, lấy ghẻ chị đi cưng. Hello, cá massage chân nha, trời quá trời luôn nè mấy bạn. Để con tôi hello nha. Mấy bạn, đây tôi nha mấy bạn. Mấy bạn nha, mấy bạn, đây là mà. Rồi chụp cho hình luôn Thắng ơi. Cái gì vậy? Cái này cái gì? Cá hô với cá hồng vĩ nha bé. Hello mấy bạn, nè cá hồng vĩ, cá hô với lại cá hồng vĩ. Dạ hả? Cá hô là nó đen là nặng cá gì hô. Hô sẽ dài tôi sợ lắm á. Giỡn vậy thôi. Cá hô. Cá hô ta, thường cá hô ta nuôi Bến Tre mà sao tự nhiên ở Cần Thơ có giờ? Con cá chê này nó có lại hết cho mình là cá hồng vĩ. Nuôi Bến Tre luôn hả anh? Cá mập là gân nó nhọn mà gì Dung? Trời nó coi YouTube nó biết hết trơn luôn nha Dung. Đây cá lóc bay nha mấy bạn ơi. Giới thiệu hả? Cái gì cá lóc bay nha bạn? Đâu bé đang đi đâu? Đang coi đi coi cá lóc bay. Ok. Chuẩn bị nha mấy bạn ơi. 1 2 3. Hello. Giờ mình đi chuyển sang bằng chiếc ghe. Ghe của chị Lý Nhã Kỳ, chúng ta đi qua vườn trái cây, điểm kết thúc chúng ta là bánh, các loại bánh dân gian. Bây giờ chúng ta qua trái cây quen vòng sông cho khán giả coi đi bé. Ai đã xuống cái máy nuôi tôm? Đâu quay nữa đâu mà tắt đi. Bỏ lá đừng có nhìn chết. Lần đầu tiên bước chân trên sông phải không bé? Và cảm giác của bé là sao? Rất là tuyệt vời. Trời ơi, được rồi đó. Hôm bé đi được đó, cầu khỉ đó nha bạn. Cầu khỉ hôm bé đi rồi đó, mình vô tới vườn nhãn này nha mấy bạn. Nó tự nhiên đó phải không? Nó có qua công nghệ đó phải không? Con Star có muốn nói gì khán giả của mình không? Khán giả con nè. Bé đi cầu khỉ đi, kịp quay cho khán giả nghe coi. Ồ cái cây nó cao lắm, sao con bu tới? Đi luôn, chơi luôn. Đi chơi luôn. Chơi luôn bé. Chơi luôn. Chơi luôn.
Rồi con đi đi, con Việt đi theo. Đi quay cho nó nè. Bỏ bé giỏi quá, bé đi được chưa? Cái gì để chưa qua mình. Con bé nó giỏi quá Nhung. Mày nội coi con nè. Con súng dưới đây nè. Bé giỏi quá à. Con bé tự đi qua luôn. Mấy góc nhãn này bự bự không các bạn. Bé hoàn thành thử thách cái cầu khỉ rồi nha mấy bạn. Rồi lắc qua anh lại nữa nè. Rồi qua nữa không? Hôm nay mày qua được không bé? Rồi qua cái nữa nè. Rồi bé giỏi quá ơi. Rồi góc nhãn bự bự không? Các nhãn lâu năm không các bạn? Bữa nay mình đi trải nghiệm thực tế cho bé nha, dẫn bé đi trải nghiệm thực tế nha mấy bạn. Sao bé cảm ơn mình đi? Cảm ơn bạn. Bạn đi là niềm vui của mình đấy. Chưa bé nó giỏi không, đi cầu khỉ nè. Bà nội, cho bà nội giỏi chưa? Nhung. Mà Nhung. Nó hỏi cháu bà nội giỏi quá, giỏi không nè. Ê, nước qua đồ biết phải không? Đó, rửa tay à. Nước rửa tay đó con đó. Anh làm cái đồ rửa rửa chơi vậy đã rửa tay thấy chưa? Ôi. Nó đâu có vậy gì đâu. Nước làm chơi mấy góc nhãn bự bự không nè. Nằm giỏng đi. Nè nó cho nhãn ăn này con, ăn nhãn gì ăn đi. Ở đòn nhà mình nè. Chị Dung ăn chưa, ăn thử nhãn chưa? Trời ơi, hôm qua tôi mới mua trên bữa tôi đi đâu, bữa hổm mua về cúng đó. Nè, lông này lông nhãn nè. Ủa lông nhãn là trái này. Trời ơi, bữa hổm tôi mua trên bữa mình đi Úc Hẳn đó Dung. Con này là nhãn cầm mắt phải không? Nhãn xuồng. Da bò. Nhãn lại nè. Dạ rồi, cái này là nhãn da bò. Nè coi Dung, ngon đó Dung, thơm á. Có, ăn nè. Ăn đi đây ha. Là vườn long nhãn trên 40 năm nghe các bạn. Gốc nhãn trên 40 năm. Rớt xuống nè. Ủa rớt xuống anh vàng. Ừ. Gốc nhãn nè. Cái gốc nhãn nó uống lượng tự nhiên, không phải là công nghiệp ta làm. Nước này nước gì ăn vậy? Là trái nước qua đậu biếc. Tưởng nó đồ blue blue gì chứ. Rồi cảm ơn. Không, nước qua. Nào rồi ăn thử đi cho khán giả coi. Đây rồi. Trái nhãn rất là bự nghe các bạn. Dạ, chín mọng luôn. Nhân mình đi vô tới nhỏ. Vườn thơm ngon. Ôi, em không nhãn nhãn này nhãn đỏ gì nữa. Dạ, nhãn đỏ là giống nhãn khác nữa anh. Mà dạ. Sao không thấy? Tại ở đây mình chưa có nhân giống trồng được. Hình như cái hoa đậu biếc này người ta uống mất ngủ đúng không? Ngủ ngon á chứ. Thì mất ngủ đó là sao nó uống vô sao nó uống chị mất ngủ ấy, bà nói chị mất ngủ chứ không phải. Đúng. Ngon. Ngon thiệt hả? Đây mình đi cồn. Đây trái mít là bà nái luôn nè. Mít này là em tự hái vô, tự trẻ, tự ăn luôn nha các bạn. Nhân viên đó, các em màu trắng dễ thương quá, cô tè mà khôi mê quê quá. Đây mình sẽ trải nghiệm nghiệm đổ, để cho Thắng đổ Thắng. Để Thắng đây nè. Đổ bánh này, bánh khọt này, nhân đậu xanh nè. Trong này bột nè, bột hương xưa, bột gì. Đây đổ dầu vô rồi nè. Phụng và bạn Thắng đổi chỗ tài thực tế đổ bánh khọt. Trời ơi, cái gì vừa để ta làm cho. Hả à, chưa Phụng, chưa đổ vô nên cho nó gáo gáo hả, đổ cái nhân vô Phụng. Rồi, đổ đi, đổ đi. Đổ qua đây. Vừa thôi. Rồi. Chị để nha, đi kìa. Đổ vô luôn hả? Dạ, để nhân vô luôn. Để nó có mềm thì cái nhân nó mới thẳng xuống cái bột, nó vừa vừa với nhau. Rồi đúng rồi, vậy được rồi đó. Rồi cho mấy Dung thử nghiệm cái gì, bé muốn nói gì. Hello luôn các bạn. Kêu bạn ăn cơm phải không? Đó, dầu nóng rồi đó. À, đúng rồi đó. Dạ mình đổ xung quanh trước đi rồi cái mấy cái thành sau rồi mấy cái giữa là sao? Tại vì cái chính giữa là nó sẽ nóng trước gì. Đổ hình em bé được không? Đổ hình. Rồi đó, chuẩn bị lên lên mâm ăn. Đây là tới đường. Đây coi quấy này nè. Chiếc xuồng ba la tung tăng. Đâu cái nào cái xài đâu, cái nào cái mận đó bé. Đây, cái mận nè. Đó. À, quay quang cảnh xung quanh ở chỗ này nha. Đâu, đây mình đi tới điểm thứ hai đó nha mấy bạn.
Đây có bán khô nè. Đây địa điểm của cá lóc bay á. Khô, cá sạc, cá lóc. Cái này gì thì mình không biết. Cá lưỡi trâu. Đó, lát là biểu diễn cá lóc bay đây nè. Ngồi núm vô hết đi à Phụng. Ngồi vậy ngồi bên đây nè. Nè con. Ra sức quá, sức quá, đứng lên, đứng lên, đứng lên. Vô nè, khó để cho nó ngọt. Nè. Rồi ngồi xuống. Có cái giá không? Em quậy ra cho. Để em thấy cái giá nó dần. Bỏ qua anh bệnh cho má đi. Cảm thử. Mấy cá vô. Nè. Con cá này với cơm ngon, cái này nó giòn ngụm nè thấy không? Cá vô. Ừ. Bé ăn đàng hoàng đi bé. Nè để anh Phụng đi Phụng. Đó Dung anh tự nhiên đi Dung đó. Xin mời mấy bạn dùng cơm trưa. Nè bún bên đây nè chị Dung. Quên ăn cơm đi con. Em ăn mấy cơm thêm kể ăn cơm ha. Ăn cơm mẹ nè. Mấy gì vậy chậm hả? Ừ. Cái gì vậy? Cái gì chậm? Cá đó, cái gì cá đó. Cái đó là mình ăn nó giòn giòn đó. Em ơi cho anh dĩa cơm em ơi. Cái gì cá rồi con? Ờ, em cơm em. Ăn cơm nha. Ăn cơm gì vậy mẹ? Cái này nè. Dạng ngoài không ăn? Dạng lên dạng. Ngon, cá không ngon nè. Mình cá miệng ngon quá chưa? Nghe con cá lóc ngon nè. Thôi tổng ăn cá lóc rồi, tổng ta mới mặn cá lóc nhà rồi. Rồi ăn cá lóc rồi gấp lên chị nè, bên đây khó nè. Cái này cá lóc hả? Cá lóc chiên nè. Cho ăn đũa bún rồi nè. Cá điêu hồng. Ơ, cái gì đó. Có hả chị Dung? Rồi, bỏ đại vô đi. Nè. Bên đây có rồi, bên đây có rồi. Rau, rau luộc. Ờ, à, ngon. Ăn sắp hết rồi, nó ngon ngon á mẹ. Nó ngon ngọt á. Lia tăng dầm đi Thắng. Ngon quá. Đó, chấp cái bé hả? Gấp. Từ lúc đến hả? Mày gấp. Đang ra ăn vây ăn vây hả? Vây tay với bé ăn vòng cái vây với lại cái thịt luôn. Cái vây với cái thịt luôn phải không? Đúng cái này gì đó phải không? Đúng rồi. Đây tôi đút cho bé này, bé ăn cá tươi thượng chiên nha mấy bạn. Ê, hỏi mỏ không có. Đây ở nhà đang ăn cơm em nè. Lỏng này cũng ngon. Cá thượng chiên ngọt. Nó ngọt phải không? Dạ. Đây má tôi. Hello. Má tôi. Bên đây bà ngoại con. Sắp bước lên bước. Hello. Bà nói ba con. Nè con. Em con. Cái gì vậy con? Đây bà ngoại. Gì vô. Đây bà nội. Má lớn con. Ơi, má lớn con. Con gả bị giờ gả gì Dung 200 gì triệu. Gì nọ. Còn đây là bé đồ lộn nên clip không nên nó bậy. Nó bậy đại chứ không sao đâu, tao giờ cũng không cần nổi tiếng. Đây lẩu cá thèm lé. Chửi gì chửi. Ủa cô lòng. Cái giật này bộ tôi chửi. Bé. Ăn rau nhiều vô này không nhận. Đúng rồi, rau nhiều vô. Đĩ kia. Mày tới thắng rồi chứ thiếu nữa. À kể đĩ kia đang nói vụ thầy mày. Dám dám nói chửi thầy luôn mà sợ có chụp bài báo liền. Ông thầy mới ăn cái gì vậy? Ở vậy phải tôi sớm ba đêm. Ủa cá chữ kia nè, cái này tượng. Ăn chặn ta 77 tỷ. Sao mày giòn. Lên tổng cộng 77 lần. Ờ lên nãy bà báo đó 77 tỷ rồi. Ta cái nhờ cái gió đó. Ờ liên vòng đi thắng. Liên vô cá đó. Ở tầng là gâu đồng, gâu ấy không à. Ở tay đi bé. Bye bye. Mình ăn cho thoải mái. Bye bye.